Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, các lực lượng cứu hộ đã khống chế được vụ cháy rừng phòng hộ trên diện rộng thuộc xã này. Tuy nhiên, việc kiểm soát các vị trí trọng yếu vẫn đang được tiếp tục thực hiện để ngăn chặn ngọn lửa bùng phát trở lại. Trước đó, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 3 tháng 9, người dân địa phương phát hiện ngọn lửa bốc lên tại khu vực đồng cỏ thôn Phương An, Thượng Phú Phường. Do tiết trời khô nóng cộng với gió thổi mạnh nên đám cháy nhanh chóng lan trọng sang khu vực rừng phong hộ gần đó. Nhờ được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động nhiều xe chuyên dụng chữa cháy, đồng thời phối hợp với lực lượng kiểm lâm, biên phòng cùng lực lượng chức năng huyện Triệu Phong và người dân xã Triệu Sơn tích cực dập lửa. Việc dập lửa kéo dài từ trưa cho đến tận đêm khuya. Theo thống kê ban đầu, đám cháy xảy ra trên diện tích khoảng 30 ha, trong đó có khoảng 10 ha rừng phòng hộ trên cát. Hiện tại, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.